Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là chiều của ngày thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và bằng sự an lành. Los Angeles giúp 5.000 gia đình nghèo dịp lễ, mỗi gia đình 300 đô la tiền mặt. Bưu điện Mỹ sẽ mua 66.000 xe điện. UPS, FedEx cũng chuyển sang năng lượng sạch không khói. Hơn 10.000 con quạ tới làm tổ ở thị trấn Troy, New York. Các nhà khoa học đã sử dụng nhiều biện pháp để mà xua đuổi. Thẩm phán chấp thuận khoản dàn xếp 10 triệu đô la cho các nhân viên y tế bị sa thải vì quy định chích ngừa. Thượng viện sửa luật đếm phiếu cử tri đoàn. Ủy ban thuế hạ viện công bố hồ sơ thuế của cựu tổng thống Donald Trump. Tài sản của cựu tổng thống Donald Trump thất thoát bao nhiêu khi làm tổng thống Mỹ? Tỷ phú Bill Gates tâm sự điểm yếu của mình trong việc ly hôn với bà Melinda. Tỷ phú Elon Musk tuyên bố, tôi sẽ từ chức CEO Twitter khi tìm được ai đó đủ ngốc để đảm nhận vị trí này. Ông Zelensky đã đến tòa bạch ốc, cảnh sát Mỹ siết chặt an ninh trước chuyến thăm của ông Zelensky. NASA chỉ cách xem xe ông già Noel ISS lướt qua bầu trời trong đêm Giáng sinh. Châu Âu bị cúm gia cầm hoành hành đã phải tiêu hủy 50 triệu con gà dịch. Giới tài xế cứu thương Anh tham gia đình công sau các y tá Một cậu bé ở Australia bị nghi là đốt trường học làm thiệt hại hơn 3 triệu đô la Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo qua năm tới sẽ tăng quân lên đến 1 triệu 500 ngàn quân dân Ông Putin nói rằng sẽ lên dàn hỏa tuyển xuyên lục địa Somart để cung cấp mọi thứ quân đội Nga yêu cầu Thái Lan tiếp tục cố gắng tìm kiếm các thủy thủ trong vụ chìm tàu hải quân sau 3 năm chống chọi với dịch bệnh, người Đức ở Trung Quốc yêu cầu được chích vaccine của Đức Trên Việt Nam, sau vụ banner có hình lá cờ Trung Quốc, thêm một vụ banner tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, in hình lính Mỹ Thưa quý vị, tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, Los Angeles giúp 5.000 gia đình nghèo dịp lễ, mỗi gia đình 300 đô la tiền mặt Thị trưởng Karen Bates và quỹ thị trưởng Los Angeles giúp đỡ 5.000 gia đình gặp khó khăn trong những ngày nghỉ lễ thông qua chương trình giúp đỡ tiền mặt trực tiếp. Tổng cộng sẽ là 1 triệu 500.000 đô la được phân phối cho các gia đình thông qua Giving, một chương trình của quỹ thị trưởng được thực hiện với sự kết hợp của thị trưởng, ban đầu tư cộng đồng cho gia đình của thành phố và các trung tâm Family Source. Qua chương trình này thì 300 đô la sẽ được cung cấp cho các gia đình trên khắp Los Angeles, những người cần giúp đỡ mua hàng tạp quá và các nhu yếu phẩm khác. Để đủ điều kiện xin tiền này, các gia đình phải sống ở Los Angeles, có thu nhập hộ gia đình bằng hoặc thấp hơn 80% thu nhập trung bình của khu vực và chứng tỏ tình trạng khó khăn. Bưu điện Mỹ sẽ mua 66.000 xe điện, UPS, FedEx cũng chuyển sang năng lượng sạch không khói. Bưu điện của Mỹ sẽ sử dụng xe điện thay dần xe xăng và mua 66.000 xe điện trong cố gắng chống biến đổi khí hậu theo chính quyền của Tổng thống Joe Biden công bố. Với kế hoạch điện khí hóa đội xe bằng cách chỉ mua những chiếc xe không khí thải vào năm 2026, những chiếc xe tải 30 năm tuổi hiện tại của bưu điện không có máy lạnh, không có airbag và chỉ đi được 8,2 dặm cho mỗi galon xăng. Quá trình chuyển đổi là một bước quan trọng trong kế hoạch của chính phủ để chính phủ liên bang chỉ mua các loại xe không khí thải vào năm 2035. Các quan chức cũng hy vọng rằng các hãng xe sẽ cạnh tranh nhau để chuyển sang hướng xe điện. FedEx cũng đã cam kết chỉ mua xe điện vào năm 2030, trong khi UPS đạt mục tiêu 40% nhiên liệu thay thế vào năm 2025. Hơn 10.000 con quả tới làm tổ ở thị trấn Troy, New York. Các nhà khoa học đã sử dụng nhiều biện pháp để mà xua đuổi. Bộ Nông nghiệp đã cho xuất quân các nhà sinh học động vật quan dã liên bang trong một cố gắng tuyệt vọng để ngăn chặn khoảng 10.500 con quạ đừng làm tổ ở Troy, New York. Nhóm khoa học gia sẽ phải làm việc 5 đêm trong tuần lễ này, sử dụng những chai phun lửa, súng tia laser, đèn chiếu và thậm chí cả bản ghi âm của những con quạ gặp nạn để thuyết phục những đàn chim rằng thành phố ngoại ô này không phải là nhà của chúng. Theo báo Times Union, sự hiện diện của đàn chim khổng lồ đã làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe, nhưng người dân địa phương cũng được cho là đang phải chịu đựng số lượng phân chim rơi như mưa xuống mái nhà và xe hơi ở mức kỷ lục, đồng thời phải chịu đựng tiếng kêu không ngừng trong các khu dân cư của thành phố. Thẩm phán chấp thuận khoản dàn xếp 10 triệu đô la cho các nhân viên y tế bị sa thải vì quy định chích ngừa. Ngày 19 tháng 12, một thẩm phán đã chấp thuận khoản bồi thường trị giá hàng triệu đô la cho các nhân viên bị sa thải tại một hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Illinois vì từ chối chích vaccine COVID-19. Khoảng 500 nhân viên đã bị chấm dứt hợp đồng hoặc đã chích vaccine COVID-19 sau khi chứng kiến đơn xin miễn chích ngừa của họ bị từ chối, sẽ nhận được tiền bồi thường như một phần của thỏa thuận dàn xếp trị giá 10 triệu 300 ngàn đô la. Phiên bản sơ bộ của thỏa thuận này được công bố lần đầu tiên vào hồi tháng 7. Thẩm phán của địa hạt liên bang John Ness đang giám sát vụ kiện do các nhân viên đưa ra đã chấp thuận bằng lời cho thỏa thuận dàn xếp này trong một phiên điều trần. Luật sư của tổ chức pháp lý Liberty Council và hệ thống y tế đại học North Shore cho biết thẩm phán Ness dự định sẽ ra phán quyết bằng văn bản trong tuần tới, là từ ngày 26 tháng 12 đến khoảng ngày 1 tháng 1. Trong một tuyên bố ngắn gửi qua email sau khi ông Ness đã có lời chấp thuận, Nosso đã viết, chúng tôi hài lòng với việc tòa án chấp thuận cho một giải pháp giúp đỡ cho vấn đề này và tiếp tục ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân và các thành viên trong nhóm của chúng tôi. Ông Harry Mihat, phó chủ tịch đặc trách của vấn đề pháp lý của Liberty Council cho biết trong một tuyên bố rằng nhóm rất vui khi cuối cùng đã nhận được sự chấp thuận cuối cùng của tòa án đối với thỏa thuận dàn xếp chung này dành cho những nhân viên y tế đã bị phân biệt đối xử một cách bất hợp pháp và bị từ chối miễn chích ngừa vì lý do tôn giáo với quy định bắt buộc chích ngừa COVID-19. Ông nói rằng vụ kiện này nên trở thành một tiền lệ cho những người sử dụng lao động khác, những người đã vi phạm pháp luật bằng cách từ chối miễn chích ngừa vì lý do tôn giáo cho nhân viên của họ. Tính đến ngày 12 tháng 12, 493 thành viên của nhóm đã gửi yêu cầu nhận một phần của số tiền bồi thường này. Mỗi nhân viên bị sa thải sẽ nhận được 24.225 đô la, mỗi nhân viên ở lại công ty sẽ nhận được 3.725 đô la. Các nguyên đơn được Newton sẽ nhận thêm 20.000 đô la. Các khoản chi trả đó được mô tả là phần thưởng sẽ cung cấp thù lao cho các nguyên đơn giúp tư vấn về hồ sơ tòa án, thu thập tài liệu và đóng vai trò là nguyên đơn chính trong một vụ án nhạy cảm. Liên quan đến các lựa chọn sức khỏe cho riêng mình và niềm tin tôn giáo trong một vấn đề gây tranh luận gây gắt trong công chúng. Thượng viện sửa luật đếm phiếu cử tri đoàn Luật sửa đổi cách quốc hội kiểm phiếu đại cử tri đang tiến một bước gần hơn để trở thành luật. Thượng viện đã công bố gói tài trợ chính phủ 1.700 tỷ đô la bao gồm đạo luật cải cách số phiếu bầu cử, bản cập nhật của đạo luật đếm số phiếu bầu cử năm 1887 nâng ngưỡng phản đối phiếu bầu của cử tri đoàn từ một thành viên trong mỗi viện của quốc hội lên một trên năm số thành viên trong cả hai viện. Dự luật do Thượng viện đàm phán đánh dấu hành động cụ thể sẽ được ký thành luật vào cuối tuần thượng nghị sĩ Chris Murphy của đảng dân chủ Connecticut người đã giúp đàm phán đề nghị này nói với một bài báo rằng có thể nói rằng nó sẽ cứu nền dân chủ của chúng ta những gì chúng tôi đã viết không phải là hoàn hảo những kẻ độc ác vẫn có thể đánh cắp một cuộc bầu cử nhưng điều đó khiến nó khó hơn rất nhiều ngoài việc tăng số người phản đối dự luật này làm rõ ràng vai trò của phó tổng thống trong việc kiểm đếm và xác nhận phiếu bầu của đại cử tri đoàn hoàn toàn mang tính chất nghi lễ và chỉ thống đốc tiểu bang hoặc quan chức được chỉ định khác mới có thể đệ trình được kết quả bầu cử. Ủy ban thuế Hạ viện công bố hồ sơ thuế của cựu tổng thống Donald Trump một ủy ban của Hạ viện đã bỏ phiếu để công khai hồ sơ khai thuế của cựu tổng thống Donald Trump, cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 25 phiếu thuận và 17 phiếu chống của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện đã diễn ra theo quan điểm đảng phái. Tất cả các thành viên đảng Dân Chủ đều đã bỏ phiếu ủng hộ và tất cả các thành viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống sau một phiên điều trần kín kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Chủ tịch ủy ban Richard Neal thuộc đảng Dân Chủ Massachusetts cho biết các tài liệu đi theo sẽ được phát hành cùng với báo cáo. Ủy ban đã nhận được các bản khai thuế vào hồi tháng 11 sau khi tối cao pháp viện của Mỹ quyết định không tiếp tục chặn IRS truyền những tài liệu này. Các bản khai thuế là từ các năm tính thuế năm 2015 đến 2020. Cựu Tổng thống Donald Trump tại vị trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2021. Cựu Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi ba cấp tòa án can thiệp, cảnh báo rằng các thành viên của đảng Dân chủ sẽ công bố các bản khai thuế nếu họ có thể lấy được chúng. Nhưng các tòa án phán quyết rằng ông Neal đã nêu rõ một mục đích lập pháp hợp pháp, phân tích những thay đổi có thể xảy ra đối với chương trình kiểm toán tổng thống của IRS cho việc muốn có các tài liệu, mặc dù các thẩm phán thừa nhận đảng Dân chủ có thể công khai thông tin đó. Luật liên bang quy định rằng các khoản khai thuế là các tài liệu được bảo mật nhưng có những trường hợp ngoại lệ là khi có yêu cầu bằng văn bản từ chủ tịch ủy ban tài chính và thế vụ của hạ viện luật này cũng quy định rằng bất cứ thông tin thuế nào một cách trực tiếp hoặc gián tiếp có thể được liên kết với hoặc xác định một người nộp thuế cụ thể sẽ được cung cấp cho ủy ban đó chỉ khi người đó ngồi trong phiên điều hành kính trừ khi người nộp thuế đó đồng ý bằng văn bản cho việc tiết lộ này Ông Neo cho biết tại Hạ viện hồi năm 2017 rằng đảng Dân Chủ đang có ý định công khai các bản khai thuế của cựu Tổng thống Trump. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng đã ủng hộ ông. Tiết lộ trái phép thông tin thuế thường khiến cho một người phải chịu án tù lên đến 5 năm. Tuy nhiên, luật chỉ áp dụng cho những người không nhận được thông tin thông qua các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như trường hợp ngoại lệ đối với Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện. Dân biểu Kevin Brady thuộc đảng Cộng hòa Texas, thành viên đảng Cộng hòa hàng đầu trong ủy ban này, đã cảnh cáo trước cuộc bỏ phiếu rằng Chủ tịch Ủy ban Tài chánh và Thuế vụ Hạ viện, cùng với ủy ban tài chánh và thượng viện bởi vì tối cao pháp viện không can thiệp sẽ có quyền lực gần như vô hạn để nhắm mục tiêu và công khai bản khai thuế của những thường dân và không chỉ thường dân ông nói với các phóng viên ở washington những kẻ thù chính trị các nhà đứng đầu doanh nghiệp và những người đứng đầu lao động hay thậm chí là tờ khai thuế của chính các thẩm phán tối cao pháp viện không có đảng nào trong quốc hội nên có quyền lực đó không có một người nào trong quốc hội nên có quyền lực đó Tài sản của cựu tổng thống Donald Trump thất thoát bao nhiêu khi làm tổng thống Mỹ? Theo tờ báo The New York Times đưa tin vào ngày 21 tháng 12, trước khi không nộp một đồng nào trong năm cuối cùng ở Tòa Bạch Ốc là năm 2020 vì thua lỗ do dịch bệnh COVID-19 trong 3 năm đầu tiên trên cương vị tổng thống Mỹ, cựu tổng thống Donald Trump đã nộp thuế 1,1 triệu đô la, Vài tiếng đồng hồ sau khi Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc công khai hồ sơ thuế của cựu tổng thống Trump, tờ The New York Times đã đăng bài về thông tin thuế thu nhập của ông từ năm 2015 đến khi ông hoàn tất nhiệm kỳ ở Tòa Bạch Ốc. Theo đó thì vào thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống từ tháng 1 năm 2017, cựu tổng thống Donald Trump đã trải qua tình trạng thua lỗ, vì vậy nộp thuế ít. Cụ thể là ông đã thua lỗ 12,9 triệu đô la nên chỉ nộp 750 đô la tiền thuế thu nhập liên bang năm đó. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi vào năm 2018, khi ông thu về 24,3 triệu đô la và nộp gần 1 triệu đô la tiền thuế. Dựa trên hồ sơ thuế nộp cho Sở Thế vụ IRS vừa được công bố, sở dị thu nhập của cựu tổng thống Donald Trump tăng mạnh trong năm thứ hai làm tổng thống, phần lớn là do ông bán các bất động sản hoặc các khoản đầu tư với giá 22 triệu đô la. Đến năm 2019, hồ sơ khai thuế của ông là 4 triệu 400 ngàn đô la tiền thu nhập nộp thuế là 133.445 đô la. Thế nhưng, đến năm 2020, trong bối cảnh nước Mỹ thực hiện kiểm soát dịch COVID-19, tình hình tài chính của ông một lần nữa xuống dốc. Kết quả là cựu tổng thống Donald Trump đã tổn thất 4,8 triệu đô la và không nộp thuế thu nhập năm này. New York Times cho hay, bất chấp tình trạng tài chánh khá hơn vào năm 2018, toàn bộ hoạt động kinh doanh của cựu tổng thống Trump chủ yếu là bất động sản, sân golf, khách sạn tiếp tục bị thua lỗ mỗi năm. Trong 4 năm ông làm tổng thống, New York Times tính toán được khoảng 60 triệu đô la đã bốc hơi khỏi tài sản của cựu tổng thống Trump vì thua lỗ trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, ông xoay sở được IRS hoàn thuế khoảng 5 triệu 470 ngàn đô la trong số này tỷ phú Bill Gates tâm sự điểm yếu của mình trong việc ly hôn với bà Melinda. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi vào ngày 20 tháng 12, trong một bài đăng cuối năm trên blog Gates Notes của mình, tỷ phú Bill Gates cho biết việc ly hôn với bà Melinda Gates là một trong những điểm yếu riêng của ông trong vài năm qua. Nói về ba năm qua, ông viết, mọi người trên thế giới đều trải qua sự mất mát trong thời gian này với những người thân yêu, an ninh tài chánh hoặc một lối sống. Nhờ vị trí của mình, tôi được cách ly khỏi nhiều khó khăn trên, nhưng tôi cũng đã gặp phải một số điểm yếu riêng trong vài năm qua, bao gồm cả sự qua đời của cha tôi và sự kết thúc cuộc hôn nhân của tôi. Cha của tỷ phú Bill Gates qua đời vào tháng 9 năm 2024, hưởng thọ 94 tuổi. Trong khi đó, ông và bà Melinda Gates đã ly hôn vào năm 2021 sau 27 năm chung sống. Cuối năm 2021, ông Gates đã cũng viết trên blog rằng tôi không thể phủ nhận rằng đó là một năm rất buồn cho tôi. Hiện nay thì cả ông và bà đều vẫn tiếp tục cùng nhau làm trong quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates. Melinda và tôi tiếp tục quản lý quỹ của mình cùng nhau và đã tìm thấy một nhịp điệu làm việc mới tốt đẹp, ông đã viết. Tỷ phú Elon Musk tuyên bố tôi sẽ từ chức CEO Twitter khi tìm được ai đó đủ ngốc để đảm nhận vị trí này. Vào ngày thứ ba, ông Elon Musk cho biết ông sẽ từ chức giám đốc điều hành Twitter, nhưng sẽ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi tìm được người nào đủ ngốc để nhận vị trí này. Tôi sẽ chỉ điều hành nhóm software và máy chủ, ông đã viết trên Twitter về dự định của mình. Đây là lần đầu tiên ông đề cập đến việc từ chức CEO sau khi đa số người dùng Twitter đã bỏ phiếu ủng hộ ông từ chức trong một cuộc khảo sát do chính ông, chủ nhân của Twitter, mở vào tối ngày 18 tháng 12. Ông Musk đã trả lời một người dùng đề nghị ông tuyển dụng một giám đốc điều hành mới và nói rằng vấn đề không phải là tuyển dụng một giám đốc điều hành mà là tìm một người có thể bảo đảm cho Twitter tồn tại. Phản hồi về việc người dẫn chương trình podcast Les Friedman đề nghị đảm nhận vị trí này, ông Musk đã đáp lại rằng bất cứ CEO mới nào của Twitter cũng phải chịu nhiều đau đớn. Điểm mấu chốt là bạn phải đầu tư tiền tiết kiệm cả đời của mình vào Twitter và nền tảng này đang trên bờ vực phá sản kể từ tháng 5, bạn vẫn muốn đảm nhận công việc này chứ?" ông nói. Công ty Tesla là nơi ông Musk đang làm giám đốc và cũng đặt câu hỏi về tình trạng là ông đang tập trung vào mạng xã hội Twitter rất nhiều và điều này có làm ông mất tập trung trong việc quản lý công ty xe điện này không? Vì ông là nhân vật chính của Tesla, ông musk cũng đã thừa nhận rằng mình có quá nhiều thứ phải làm và do đó sẽ tìm tổng giám đốc để điều hành cho twitter ông zelensky đã đến tòa bạch ốc cảnh sát mỹ siết chặt an ninh trước chuyến thăm của ông zelensky cảnh sát washington dc gia tăng an ninh trước chuyến thăm của tổng thống ukraine vladimir zelensky trước đó một bài báo cho biết rằng chuyến thăm đã được lên kế hoạch và chuyến đi của tổng thống zelensky phụ thuộc vào vấn đề an ninh tổng thống joe biden đón tiếp tổng thống zelensky tại tòa bạch ốc tuyên bố mỹ và ukraine sẽ tiếp tục cùng nhau phòng ngự giữa lúc nga tấn công tàn bạo quyền tồn tại của quốc gia ukraine tổng thống joe biden và quốc hội đáp lại bằng khoản viện trợ hàng tỷ đô la cùng lời hứa sẽ giúp ukraine theo đuổi nền hòa bình xứng đáng tổng thống zelensky cho hay ông muốn thăm mỹ sớm hơn và có chuyến đi này chứng tỏ tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát nhờ có tổng thống joe biden giúp đỡ đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu ukraine Kể từ sau khi Nga phát động cuộc chiến tranh vào ngày 24 tháng 2, trước đây thì ông Zelensky thường xuyên trao đổi với những người đứng đầu nước ngoài và những người ủng hộ trên khắp thế giới chỉ qua điện thoại và phát biểu trực tuyến. NASA chỉ cách xem xe ông già Noel ISS lướt qua bầu trời trong đêm Giáng sinh. Đêm Giáng sinh khi mọi người thả hồ bay bổng cùng những đứa trẻ nhìn lên bầu trời tìm cổ xe huyền thoại của ông già Noel cũng có một chuyến bay đời thật của các nhà khoa học trên trạm vũ trụ quốc tế ISS trong bầu trời đêm. Có thể nói, các nhà khoa học đang cố gắng ngày đêm nghiên cứu không gian vũ trụ trên trạm ISS chính là những ông già Noel mang kiến thức mới về cho nhân loại. Năm nay chúng ta lại có cơ hội trông thấy ISS bay vút qua bầu trời vào cả ngày và đêm Giáng sinh. Chuyến bay của ISS di chuyển với tốc độ 17.400 miles một giờ là khoảng 28.000 km một giờ, quay quanh trái đất 16 lần một ngày, tức là cứ sau 90 phút là một lần. Tuy nhiên, mỗi quỹ đạo của vệ tinh này lại bao phủ một phần khác nhau của trái đất, vì vậy không phải ai cũng đủ may mắn để nhìn thấy ông già Noel ISS và các nhà du hành vũ trụ khi họ lướt qua. Ở hầu hết Bắc Bán Cầu và một phần của Nam Bán Cầu có thể nhìn thấy chuyến xe của ông già Noel, ISS phóng qua từ khoảng 6 giờ trở đi vào ngày 24 tháng 12 và sau đó là 5 giờ sáng của ngày 25 tháng 12. Tất nhiên, những thời điểm đó sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn trên hành tinh. Theo trang tin khoa học IFL Science, bạn có thể mở công cụ Spot Station của NASA trên link dưới đây để mà theo dõi chuyến bay. Chỉ cần nhập vị trí của bạn, nó sẽ cung cấp tất cả cơ hội xem các chuyến bay của ISS từ nay đến ngày 31 tháng 12. Ví dụ như ở thành phố New York thì bạn sẽ có thể nhìn thấy vệ tinh bay trên đầu lúc 6 giờ 2 phút sáng vào đêm giáng sinh và 5 giờ 16 phút sáng của ngày giáng sinh. Ở London thì bạn có thể có cơ hội phát hiện được chuyến xe này một lần lúc 4 giờ 50 sáng vào ngày 24 tháng 12 và một lần nữa là lúc 6 giờ 23 phút sáng ngày 25 tháng 12. Chuyến bay đặc biệt này sẽ chỉ hiện lên mỗi lần từ 1 đến 5 phút, vì vậy phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội để mà chiêm ngưỡng nó. Bầu trời càng tối thì bạn sẽ càng nhìn thấy rõ ISS hơn. Độ sáng của vệ tinh có thể khác nhau và tùy thuộc vào vị trí, độ cao và lượng ánh sáng mặt trời phản chiếu vì ISS không có ánh sáng riêng. Đó là lý do tại sao các vệ tinh được nhìn thấy rõ nhất sau khi mặt trời lặn hoặc trước khi mặt trời mọc. Các nhà khoa học nói rằng đừng quên vẫy tay với các phi hành gia và các nhà du hành vũ trụ khi họ bay ngang qua họ là những ông già noel à trong cái ngày noel luôn 24, 25. thì uh, giống như là cái này họ cứ bay hoài nhưng mà ừ. vào cái dịp noel thì chúng ta tưởng tượng như là đó là cái chuyến xe của ông Đúng già rồi. noel thì uh, khi mình xem mình sẽ cảm thấy thú vị hơn thôi quý vị giống như ngày xưa đó uh, những người lớn nói với lộc cứ lấy một cái mảnh giải trắng mà đêm đêm rằm đêm mà trung thu đó thì uh, cứ nhìn lên mặt trăng và mình sẽ thấy được cái bánh trung thu như vậy đó thì mình nhìn lên mình thấy thiệt thấy trong cái trí tưởng tượng của mình đó quý vị nhưng mà mình thấy nó 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 quyền bí nó hay lắm kìa là lúc đó còn nhỏ nhưng mà tại cái cái vải trắng thì nó hơi hơi sọc caro caro vuông vuông như là mình đưa lên ánh sáng thì mình thấy nó hơi Dương vuông mà nó a ah, là bánh trung thu <laughs> dễ dụ <laughs> châu Âu bị cúm gia cầm hoành hành đã phải tiêu hủy 50 triệu con gà dịch. Đợt cúm gia cầm ở châu Âu năm 2022 được đánh giá là tàn khốc nhất từ trước đến nay. Các chuyên gia đang nghiên cứu để mà tiêm vaccine cho cúm gia cầm. Đài France 24 dẫn thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm châu Âu, EFSA, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu ECDC và Liên minh châu Âu cho biết, từ khoảng tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, hơn 2.500 ổ dịch cúm gia cầm đã được phát hiện tại các trang trại ở 37 quốc gia thuộc châu Âu. Theo báo cáo của IFSA, ngày 20 tháng 12, trong khoảng thời gian nói trên đã có khoảng 50 triệu gia cầm bị tiêu hủy tại các trang trại có dấu hiệu lây nhiễm. Con số này chưa bao gồm các đợt tiêu hủy với mục đích phòng ngừa. Theo IFSA, đây là lần đầu tiên hai làn sóng dịch liên tiếp xảy ra khi các nhà chức trách không kiểm soát được virus cúm gia cầm trong mùa hè. Mùa thu năm nay thì dịch bệnh lại càng bùng phát dữ dội hơn so với cùng thời điểm vào năm 2021. Một số trang trại được ghi nhận lây nhiễm cao hơn 35%, giai đoạn từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11, đã có hơn 400 ổ dịch tại các trang trại trên 18 nước châu Âu. Virus cũng gia cầm, cũng được phát hiện hơn 600 lần trong các loại chim quan giả, đặc biệt là ở dịch và thiên Nga. Đây có thể là nguyên nhân cho sự lây nhiễm chéo giữa các trang trại. Các quan chức y tế cũng đang nghiên cứu về khả năng sử dụng vaccine để ngăn chặn virus lây lan. Theo ECDC, nguy cơ lây nhiễm ở người rất thấp và từ thấp đến trung bình đối với những người làm việc và tiếp xúc với các loại gia cầm. Giới tài xế cứu thương Anh tham gia đình công sau các y tá Cục y tế cảnh báo rằng chắc chắn bệnh nhân sẽ phải chịu những rủi ro tại Vương quốc Anh sau khi các y tá vào ngày 21 tháng 12 đến lượt những tài xế xe cứu thương tham gia phong trào đình công hiện đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, trong khi chính phủ vẫn không nhượng bộ. Các khoa cấp cứu yêu cầu người dân chỉ liên lạc với họ nếu có nguy cơ tử vong, đối với những trường hợp còn lại, họ khuyên nên gọi bác sĩ hoặc đến những nhà thuốc. Các quân nhân đang được huấn luyện lái xe cứu thương tại trại lính Wellington. Barrack ở London vào ngày 20 tháng 12 để chuẩn bị thay thế giới tài xế đình công trong ngày 21 và 28 tháng 12. Dân Anh hiện đang sống rất khó khăn với lạm phát tăng hơn 10% và nhiều ngành nghề như nhân viên y tế, nhân viên đường sắt, cảnh sát cửa khẩu hay là nhân viên của phi trường đã quyết định đình công từ nhiều ngày qua. Nhiều người sẽ đình công cho đến tận đầu năm sau. Trong tình trạng đó, có khoảng 750 quân nhân đã được đưa đến để mà thay thế các nhân viên y tế đình công. Thông tin cho biết, 600 binh sĩ lái xe cứu thương vào ngày hôm nay và 150 người sẵn sàng giúp đỡ họ. Họ đã được đào tạo trong những ngày gần đây để thay thế 10.000 nhân viên y tế tham gia phong trào đình công. Các bệnh viện cũng đã phải cho các bệnh nhân về sớm để chuẩn bị cho ngày đình công. Mặc dù vậy, chính phủ lo ngại rằng ở một số vùng vẫn có thể có nhiều người bị tai biến mạch máu não hoặc trụy tim mà không được cấp cứu kịp thời. Thủ tướng Rishi Sunak cho biết ông thất vọng vì các công đoàn kêu gọi đình công ngay trước lễ Giáng sinh. Ông than thở rằng điều đó có thật sự là cần thiết không? Các cuộc thảo luận không tiến triển, phong trào đình công của nhân viên y tế là một thách thức lớn đối với thủ tướng khi chính phủ đang đối mặt với một hệ thống bệnh viện công đang gặp khủng hoảng. Nếu không tìm được giải pháp, các công đoàn cho biết sẵn sàng đình công thêm 6 tháng nữa. Một cậu bé ở Australia bị nghi là đốt trường học, làm thiệt hại hơn 3 triệu đô la. Một cậu bé 12 tuổi đã bị buộc tội gây ra vụ hỏa hoạn làm thiệt hại ước tính 3 triệu đô la tại một trường học ở tiểu bang New South Wales, Australia. Trước đó, khoảng 10 giờ rưỡi ngày 5 tháng 12, người ta phát hiện một tòa nhà hành chính hai tầng lầu bốc cháy tại một trường tiểu học ở tiểu bang New South Wales, Australia. Các đội cứu hỏa và cứu hộ New South Wales đã phải mất 5 tiếng đồng hồ để mà dập tắt ngọn lửa. Theo ước tính, vụ hỏa hoạn này gây ra thiệt hại đến 3 triệu đô la và gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường, buộc trường phải đóng cửa. Ngày 20 tháng 12, sĩ quan cảnh sát Sarah Lawson cho biết một cậu bé 12 tuổi đã bị bắt vì liên quan đến vụ hỏa hoạn này. Cậu bé không phải là học sinh trong trường, chúng tôi vẫn đang điều tra để tìm ra đồng phạm. Dựa vào camera an ninh, ông cho biết, cậu bé sẽ phải đối mặt với tòa án dành cho trẻ em với tội danh dùng lửa phá hủy tài sản, đột nhập và tàn trữ ma túy. Trường học cũng chưa thể mở cửa được trở lại cho học sinh từ sau vụ hỏa hoạn trên. Các học sinh vẫn phải học trực tuyến cho đến học kỳ 2. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo qua năm tới, sẽ tăng quân lên đến 1 triệu 500 ngàn quân dân. Ông Putin nói rằng sẽ lên dàn hỏa tuyển xuyên lục địa Somart để cung cấp mọi thứ quân đội Nga yêu cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào ngày thứ Tư nói rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ tiếp tục trong năm tới cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu. Hợp ủy ban Bộ Quốc phòng Nga, ông nói Nga đặt mục tiêu sẽ tăng quân đạt tới 1 triệu 500 ngàn quân nhân và Nga sẽ thành lập các quân khu Moscow và Leningrad. Ông nói do mong muốn của NATO nhằm xây dựng tiềm lực quân sự gần biên giới Nga cũng như mở rộng NATO bằng cách bổ sung thêm Phần Lan và Thụy Điển, cần phải thực hiện các biện pháp trả đũa để tạo ra một nhóm quân thích hợp ở Tây Bắc của nước Nga. Tổng thống Nga Putin vào hôm thứ Tư nói rằng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM Summit sẽ sớm được đưa ra trận. Nga sẽ tiếp tục cải tiến khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ khí nguyên tử, theo lời của ông Putin cũng như Bộ Quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội sẽ không bị hạn chế về kinh phí. Đất nước chính phủ sẽ cung cấp mọi thứ mà quân đội yêu cầu. Thái Lan tiếp tục cố gắng tìm kiếm các thủy thủ trong vụ chìm tàu hải quân. Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết trong số 31 người bị mất tích trong vụ chìm tàu trên vịnh Thái Lan vào đêm 18 tháng 12, các lực lượng đã cứu được hai thủy thủ còn sống sót và vớt được thi thể của 6 nạn nhân khác. Hiện thì Hải quân Thái Lan vẫn đang tiếp tục những cố gắng để tìm kiếm 23 thủy thủ còn lại. Trước đó, chiếc tàu STMS Sukhothai của Hải quân Thái Lan chở theo 106 thủy thủ đã gặp một cơn bão lớn và bị chìm ngoài khơi tỉnh Prachuap, Kirikan sau khi thủy thủ đoàn buộc phải rời tàu. Lực lượng cứu hộ đã đưa được 75 thủy thủ vào bờ an toàn, nhưng vẫn còn 31 người mất tích. Vào ngày 19 tháng 12, tàu hải quân Kraburi đã cứu được một thủy thủ, đưa số người mất tích xuống còn 30 người. Một ngày sau đó, thì lực lượng cứu hộ tiếp tục phát hiện ra 7 người gần khu vực con tàu bị đắm. Tuy nhiên, chỉ có một người trong đó sống sót, 6 người còn lại đã bị thiệt mạng. Người phát ngôn lực lượng hải quân Thái Lan Đô đốc Prokron Motapalin cho biết các lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm 23 thủy thủ còn lại. Đô đốc John Chai Chom Pae, tư lệnh hải quân hoàng gia Thái Lan đã bày tỏ tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn đến các gia đình của những thủy thủ. Ông nói, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của tất cả các thủy thủ bị thiệt mạng trong vụ chìm tàu HTMS Sukhothai. Đô đốc cũng khẳng định Hải quân Thái Lan sẽ tiến hành một cuộc điều tra để xác định rõ nguyên nhân khiến cho con tàu bị chìm, cũng như thông tin rằng không có đủ áo phao cho toàn bộ 106 thủy thủ trên tàu. Ông nhấn mạnh cuộc điều tra sẽ diễn ra một cách thẳng thắn và minh bạch. Ông cũng tiết lộ một số chi tiết về vụ việc con tàu bị chìm. Theo đó thì bão lớn cũng như sóng lớn đã khiến cho một lượng nước biển tràn vào tàu, gây hư hỏng hệ thống điện và máy của con tàu. Mặc dù thủy thủ đã cố gắng bơm nước ra nhưng không kịp. Ông nói do không thể bơm kịp nước biển ra ngoài, con tàu đã bị mất phương hướng và nước ngập khiến cho hầu hết máy móc ngừng hoạt động. Con tàu đã bị lạc bánh lái, sau đó mất toàn bộ năng lượng, bị trôi dạt và lật nghiêng ở trên biển sau 3 năm chống chọi với dịch bệnh, người Đức ở Trung Quốc yêu cầu được chích vaccine của Đức. Ngày 21 tháng 12, người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết vaccine COVID-19 của BioNTech đầu tiên đang trên đường đến Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn không cung cấp thêm chi tiết nào khác về thời gian và số lượng của lô hàng. Chuyến hàng được gửi đi sau khi Trung Quốc đồng ý cho phép công dân Đức ở Trung Quốc được chích vaccine COVID-19 do công ty của Đức là BioNTech cùng với Pfizer. Thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz đến Bắc Kinh vào tháng trước, mặc dù cho phép công dân Đức ở Trung Quốc được chích vaccine BioNTech, nhưng Trung Quốc kiên định dùng vaccine nội địa tự sản xuất để đẩy lùi dịch bệnh này. Cục Y tế của Trung Quốc cũng đang cố gắng gia tăng những mũi chích vaccine cho những người trên 60 tuổi tại các thôn làng để tăng tỷ lệ chích vaccine vốn đã giảm xuống ở những người cao tuổi. Số ca nhiễm bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đang tăng cao. Tại Bắc Kinh, những ca nhiễm do biến chủng BF7, chủ yếu là những ca bệnh nặng với những triệu chứng sốt rất cao, chuyên gia về bệnh hô hấp ở Trung Quốc nhận định, số ca bệnh COVID-19 nặng tại Bắc Kinh dự kiến sẽ tăng nhiều trong hai tuần tới và đề nghị không chỉ Bắc Kinh mà cục y tế cả nước phải chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để mà bảo vệ tốt nhất cho bệnh nhân. Làn sóng COVID-19 hiện nay sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 1 và cuộc sống sẽ trở lại bình thường từ cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 2023. Tên Việt Nam, sau vụ banner có hình lá cờ Trung Quốc, thêm một vụ banner tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, in hình lính Mỹ. Hình chụp một tấm banner kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 của trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khiến cho dân mạng lại bàn tán vì in hình lính Mỹ vụ việc này diễn ra chỉ một ngày sau vụ một phó chủ nhiệm khoa giáo dục quốc phòng và an ninh cùng một nhân viên của trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội bị cho ngưng việc do dựng panel in hình ảnh cờ của trung quốc vào ngày 21 tháng 12, tấm banner của trường Đại học Tôn Đức Thắng là hình Photoshop, từ một tấm hình cho thấy một binh sĩ Mỹ đang cho hai trẻ em một trái táo đỏ. Bản tin viết, đây là một hoạt động của sinh viên tìm hiểu ngày 22 tháng 12. Trong nhóm tổ chức hoạt động này có một sinh viên thiết kế banner đã lên internet chọn hình thiết kế. Sinh viên này đã giải trình rằng thấy hình ảnh người lính nên thích và chọn để thiết kế banner thiết kế xong, sinh viên tự ý đưa banner lên trang fanpage mà không xin phép người phụ trách. Cơ sở bảo lộc phát hiện ra sự việc, yêu cầu sinh viên rút banner này xuống. Cũng theo một bài báo thì ông Trần Trọng Đạo, hiệu trưởng của trường đại học Tôn Đức Thắng, đã tổ chức cuộc họp và nghe những người này giải trình trước khi đưa ra giải quyết vụ việc. Ông Đạo khẳng định rằng việc này không phải là kế hoạch của trường đại học Tôn Đức Thắng mà là một hoạt động của sinh viên ở cơ sở bao lộc. Ông đã nhấn mạnh rằng việc nhà trường không đưa banner này lên trang web chính thức của nhà trường cũng như trang web của cơ sở báo lộc. Và đáng lưu ý, theo một bài báo trong vụ nhầm lẫn cờ Trung Quốc và cờ Việt Nam tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đây không phải là lần đầu tiên cán bộ nhà trường làm việc tùy tiện và gây hậu quả. Cách đây 3 năm thì trường đã phải yêu cầu khoa tiếng Trung và khoa tiếng Nhật thu hồi tài liệu có in đường lưỡi bò để giảng dạy cho sinh viên. Đường lưỡi bò hay gọi là đường chính đoạn do Trung Quốc vạch ra, tự nhận chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ Việt Nam và một số nước trong khu vực. Thưa quý vị, bản tin chính đã xong, và bây giờ là phần giải trí. Hôm nay trời đã lập đông, những luồng khí lạnh nghe lòng tái tê tin chính vẫn có ê hề mỗi ngày mỗi lúc tin chồng thêm tin tin phụ mong muốn chân tình giúp vui khán giả với lòng tri ân cảm ơn cô thanh phương dạ dạ thơ thanh phương chuyên sản xuất thơ cho lộc loan trên <laughs> nhà thơ Tinh Phương rồi nhà thơ uh, Cúc, Tôn. Cúc Tôn nhà thơ của Năm Trời Đò nhà thơ Hồng Hà rất 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 nhiều nhà thơ lộc mẫu lộc kề có hết. có thêm một nhà thơ nhí là bé Mộng Mơ mà bé ở Mỹ mà viết tiếng Việt viết những cái bài thơ cũng dễ thương đó quý vị rất là cảm ơn quý Còn vị cộng với cộng các nhà thơ cộng với nhà thẳng bảo lộc <laughs> <laughs> nhà thơ này nhà thẩn <laughs> nhà thẫn. mỗi lần mà lộc đọc thơ đó là quý vị nghe là Hương vị một cái là miền Tây liền, quê hương liền. Có nghĩa là dùng sông nước, có ao, có hồ, có cốc, có nhái. À, Lộc. Ở nương. <laughs> ở nương. <laughs> ở muốn lâu, gì đây? lâu quá không có nghe thơ Cốc nhái ở nương của Bảo Lộc ha. Muốn là có thôi. Nhờ quý vị tặng thơ vừa quá cho nên Bảo Lộc không mất cơ hội. <cười> <cười> muốn là có hả? Muốn là có thôi. Đây, tại vì mình nói ra là có cốc nhái. <laughs> thôi này kể chuyện vui đi Bảo Lộc. Kể chuyện vui hả? Nghe chuyện mới không? Chuyện mới hả? Chuyện mới luôn. Rồi, ok. Có hai vợ chồng trẻ đi tham quan một cái trang trại nuôi gà. Thì người chủ nông trại mới chỉ một cái con gà trống rất là đẹp. Tướng to, đẹp. Coi như là nhìn là mê liền. Ông mới nói, quý vị biết không? Từ sáng tới giờ đó, nó đã đạp máy 10 lần rồi. Cô vợ liền nhìn qua ông chồng và nói, thấy chưa? Nghe chưa? Ông nghe chưa? Người chồng mặt hơi sượng sượng Kéo bà vợ lại gần ông chủ và hỏi Ông chủ ơi Cho tôi hỏi nha Nó làm cái việc đó đó Cái việc đạp mái đó Với bao nhiêu con gà mái vậy Ông chủ mới trả lời Thì dĩ nhiên là 10 con rồi Ông chồng xây qua bà vợ và nói Thấy chưa <laughs> Chưa có gì mà Mà, mà, mà chế tôi rồi <laughs> Ý là sao? Ý là con gà trống. <laughs> Nó khỏe như vậy là với nhiều con. Ừ. Mà ba này ba coi như là so sánh này đâu có đúng. <laughs> với một con này yếu lắm hả? Không biết <laughs> cái này chuyện vui mà loán cứ đem ra chuyện này ra cũng được đâu không. Không, không thì muốn nghe bỏ lọc giải thích gì mà l, 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 lọc mà. muốn nghe giải thích cái gì muốn nghe giải thích à để lọc hỏi ông chủ ông chú ông chủ trại là là giải thích được rồi <laughs> ok ngày hôm nay lộc loan kính gửi quý vị một số thông tin một nụ cười nho nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc loan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương để chia sẻ cho những chương trình của loan và lộc và luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại